chào bạn, đây là chiếc Yamaha 04 Zen. Concept của chiếc xe tay ga ý tưởng của Yamaha trưng bày lần đầu tiên tại triển lãm xe máy mô tô xe máy Việt Nam 2016. Thì đây là một chiếc xe tay ga được thiết kế dựa trên cái chủ đề là runway. Runway nghĩa là những con cái sàn diễn thời trang, nơi những người phụ nữ họ sải bước trên sàn diễn thời trang. Nghĩa là nó lấy cái cảm hứng từ nét đẹp của những người phụ nữ. Cho nên các bạn cũng có thể thấy được thiết kế đó rất là đặc biệt, và lúc nào cũng có một cô người mẫu xinh đẹp đứng ở đây. Thì cái điểm đặc biệt của chiếc 04 Zen Concept này đó là cái thiết kế dựa trên ý tưởng của một con thiên nga màu đen, với cái những cái nước sơn rất là đặc biệt. Cái phần thân thì nó phủ một cái lớp chất liệu bóng và chúng ta có thể nhìn xuyên được vào bên trong. Ở phần đầu thì các bạn có thể thấy cái mũi xe được làm cách điệu tương tự như những cái mũi xe của một con chim. Và ở phía thân thân sau thì chúng ta có một cái ốp tương tự như một đôi cánh con thiên nga. Ngay cả phần để chân thì cũng làm rất là đẹp. Họ cho biết là cái phần sơn được hoàn thiện như kiểu lông vũ của những con chim. Mẫu xe concept này được xây dựng trên nền tảng cái động cơ BlueCore. Và đây là cái động cơ mới của Yamaha, và họ đánh giá rất là cao cái động cơ này. Cho nên tất cả những mẫu concept trong thời gian gần đây họ đều xây dựng dựa trên nền tảng của động cơ BlueCore. Ngoài ra thì chiếc 4 Gen concept có thể trong tương lai sẽ được trang bị thêm một cái động cơ điện ở bánh trước để có thể chạy điện trong những cái điều kiện nhất định. Cái lớp sơn trên chiếc 4 Gen Concept này là lớp sơn nhạc 3D và có trong suốt. Cái phần đèn pha thì được làm nổi hẳn phía trước và sử dụng bóng đèn LED rất là hiện đại. Tay lái được làm cách điệu rất đẹp và chất liệu da cao cấp màu nâu cũng làm cho chiếc xe nó đẹp hơn. Để tăng tính hiện đại cho chiếc xe thì Yamaha có tích hợp thêm một chiếc smartphone ở phía trên. Ở cái khu vực bảng đồng hồ, như bạn thấy đây, ở đây chúng ta có một chiếc smartphone được đặt trên ngay cái vị trí giữa. Có lẽ chiếc smartphone này có thể kết nối được với chiếc xe và điều chỉnh những tính năng trên xe cũng như là hiển thị những thông tin của xe. Đây, khu vực nắp bình xăng. Tất cả các chi tiết của mẫu concept này đều được làm rất là đẹp. Đèn chiếu hậu cũng dạng LED và nằm phía dưới yên. Cái phần ốp sau coi như là một cái đôi cánh của con chim. Ống bô cũng thiết kế rất là tinh tế. Đèn xi nhan được tích hợp bên trong cái lớp sơn 3D này, có thể nhìn xuyên suốt vào bên trong. Xe có rất là nhiều đường cong. Trên nắp bên xăng các bạn có thể thấy cái chữ E và chữ F, tức là báo cái mức xăng còn lại trong bình. Ok, xin cảm ơn các bạn.